chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học. Thế sau là anh em thì cũng không biết là đấy là cái thuốc độc, cái nó chứa cái chất độc dioxin, mãi nó khô, nhưng mà tìm một tay còn một tay vẫn phải bồng cái súng này. After being here a short while, then I had to start questioning my country, which means I had to question myself and everything I ever knew. Many, 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 many times, this whole area was sprayed. The problem was the dioxin in the Agent Orange. Cho nên là người dân lúc đó người ta không hiểu gì là dioxin hết. Tại vì dioxin mà mình biết là để trong đất thì nó rất là lâu tan. Thì như chúng tôi là như cái bẩm sinh thì nói chúng đến con đến cháu thì như cái truyền cho rằng mình, nhưng mà cơ bản là cái gen của từ bố. Hay loại nó có đầu như thế này không, có một tay nó lại còn lại nó cứ như là cái bậc chứng linh tinh lang tàng bùng nhùng bằng nhằng. Tôi cả với các chùa bà ở đây lắng của các cháu chứ mà nó mất chứ không có ai là không đặt tên được. Đấy, cho nên là đánh số thứ tư 1 2 rồi 3 4 thứ tư như vậy, nói chung toàn bộ 12. Thế thì hiện nay thì có một cháu gái tên là Bùi Thị Mến đang bị dị tật dị dạng, mất sức lao động 91%, không tự sinh hoạt được. Mỗi một người đang từng giờ từng phút tự viết nên lịch sử của đời mình. Tôi thì cả lính tráng thì đều là múc cái nước suối lên nấu ăn thôi, nấu ăn uống. Có biết nó là cái số khoa học ấy đó. Lúc chỉ biết là chiến đấu. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi.